phần sống luôn. Em là em không ăn đồ sống nhưng mà em sẽ make exception for chị nào. It's so moving. Đào sẽ dắt các bạn đi trải nghiệm ăn uống như một người hàng đích thực. Nếu bạn nào mê những quán nhậu ngoài trời với không khí nhộn nhịp và đồ ăn nghi ngút khói như trong phim Hàn Quốc thì không thể bỏ qua tập này nha. Hello mọi người, cho ai chưa biết thì mình là Đào Phan và đây là Ăn Gì Đào Ơi. Thì trong mỗi một tập Đào sẽ dắt mọi người đi đến một địa điểm khác nhau để cùng Đào khám phá ẩm thực tại nước Mỹ. Thì ngày hôm nay Đào sẽ dắt mọi người đi một cái quán có tên là Debudo để cùng ăn hải sản nướng trên than hồng. Thì ngày hôm nay Đào sẽ dắt thêm hai bạn nữ rất là xinh xắn của F-Chan đi ăn cùng, đó chính là Mimi và Sunghi. Hello. Hello chị Đào. Hello mọi người. Hi. Ok, thì thôi bây giờ mình đi ăn nha. Xin mời mọi người hãy theo chân ba chị em mình cùng khám phá ẩm thực tại quán này nha. Let's go. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc thì không thể không nhắc đến các món barbecue thơm lừng trứ danh. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không ăn thịt mà Đào sẽ dắt mọi người đi ăn hải sản barbecue tươi rói được nướng trên than hồng. Còn chờ gì nữa, chúng ta ăn thôi. Nó quá đói rồi mọi người ơi. Mà em biết sao không, chị phải lùng cái quán này rất là lâu rồi. Tại vì bình thường mà nướng đồ ăn nướng Hàn Quốc á, mình ăn mình chỉ thường là đi ăn thịt nướng thôi đúng không? Mình ít khi nào mình đi ăn hải sản nướng, mà ở đây còn hải sản tươi nữa, nó còn sống luôn á, em thấy không? Mà ở dưới Oxy mình đặc biệt là chị tìm rất nhiều, chị vẫn không thấy được cái chỗ nào mà mình ăn nướng bằng lửa than. Đó, đó là một cái điều mà khi mà mình được qua đây rồi mình không có còn được thưởng thức đó. Hay quá, thank you. Cái này mà đi ăn mùa đông là wow. What is that? Potato and seafood. Không hiểu nói khoai gì. Khoai lang. Không hiểu nói gì đâu. Wow. Cảm ơn. Yeah. Ồ, tại vì Mimi từng có một thời gian em sống ở K-Town đúng không? Nghĩa là em tiếp xúc với người Hàn Quốc rất là nhiều. Đang giờ em vẫn sống ở đây. Bây giờ vẫn đây. Và bạn trai em là người Hàn luôn. Quá, em có được cái nhúc thích kìa. Oh my là God. Nó còn sống luôn á. Nó giỡn thôi à. Con này là bào ngư. Cái này là bạch tuộc u còn sống luôn nè. Bạch tuộc u là phải lắc lên như vậy á hả? Dạ. Ô mọi người ơi, bình thường Đào uống không bao giờ lắc lên hết. Mà hồi nãy cái anh lắc lên là nó thành lốc xoáy ở trong luôn kìa. Em uống không? Nhìn mấy con này con ngoe tội nghiệp quá. Uống rồi chị ơi, thôi tội nghiệp quá trời. Thôi đừng tội nghiệp em, là nào nó cũng vô bụng mình. Thôi thì à, kiếp sau mới được làm người. Quá ngon. Ăn vậy giống phim Hàn Quốc á nào. Tại vì đúng rồi, cái mà mọi người thấy không khí này thật sự rất là giống Hàn Quốc á, là mình ngồi dưới mấy cái lều xong rồi mình ăn cái đồ lửa than. Cái này mà đi ăn mùa đông là xuất sắc luôn á, đúng không? Thật ra qua đây mà để ăn cái hải sản mà nó còn tươi tới cái mức mà nó còn bò ở trên cái vị nướng như vậy là lần đầu tiên. Đúng rồi. Ở quán này là lần đầu tiên luôn. À, phải, và ở quán này là lần đầu tiên mà là lần đầu tiên ăn là ở quán này. Đói quá là bắt đầu đầu óc mụ mị. Ok, chị ăn thử. Sống hả? Cái này ăn sống hả? Ok, để ăn thử. Mimi dám ăn sống này không? Em chưa ăn bao giờ. Để chị đi trước cho. Để chị đi trước à? Chết rồi, em ăn được không? Dai quá hả? Dai hả? Chị nhìn ra nó gì không ăn được đồ dai. Để thử nha. Em là em không ăn đồ sống nhưng mà em sẽ make exception về gì nào. Em xin. It's so moving. Thử tại vì nó chỉ hơi bị dai tại vì nó là còn sống á. Chị nghĩ là cái nghêu mà nó hạ họng là ăn được rồi á. Tại mình đúng rồi, cái này nó hơi cháy rồi cho nên nó hơi bị khô chút xíu nhưng mà nó vẫn rất là tươi. Ngọt. Ngọt rồi đấy. Của con nghêu rất là ngọt. Ngon quá. Đồ hải sản em chỉ thích ăn kiểu nướng như này thôi. Tại vì nó không bị mất đi cái ngọt cái của hải sản á. Bình thường toàn mua về nhà ăn nhưng mà mua về nhà cũng hiếm khi nào còn có đồ tươi đó, toàn mua đồ đông lạnh thôi.
Bình thường chị thấy bào ngư người ta hay mua về người ta nấu súp, người ta nấu hầm này kia là nhiều thôi, còn bào ngư mà ăn nướng như vậy thì chị cũng ít ăn. Hồi ở Việt Nam thì còn có nhiều hơn, nhiều lúc ăn như vậy ở qua đây rồi, khi nào mà có tươi như vậy để ăn lắm, toàn là mình mua nó sẽ đông lắm. Thank you. Let's try this. What do you? Ok. Ngon quá. Chấm một miếng sốt. Dạ, yeah. Mỗi đứa bóc một miếng đi rồi mình. Dạ. Ghê. Nghệ quá. Dạ. Dạ, chấm một miếng. Miếng nhỏ chấm được. Không. Nó trơn. Dạ đã đi. Okay, thôi thử nha. Dạ. Chấm một miếng sốt. Dạ. Nó giòn, nó ngọt. Rất là giòn, nó không hề dai. Không hề dai mà không hề tanh. Ăn nó có sần sật đấy nhở? Ừ, nó ngon. Giòn, thịt rất là ngọt. Ngon thật. Ok. Thì á, em ăn như vậy đó, em thấy nó khác với đồ nướng Việt Nam mà những cái em thích cái nào hơn? Em thấy đồ nướng Việt Nam có một kiểu rất là riêng biệt, còn đồ nướng ở đây lại có một kiểu rất là khác. Ví dụ như là của Hàn thì người ta thường sẽ đi với cả những cái side dishes like this. Trứng hấp này không bao giờ thiếu luôn ý. Cái ngô này nữa này, ngô xào phô mai. Yeah. Với lại nước chấm nhỉ? Ừ, đúng rồi, nước chấm như thế luôn. Việt Nam mình hay ăn nước mắm hoặc là muối tiêu chanh ớt. Dạ, đơn giản hơn. Hoặc là bây giờ có thêm đó là cái muối ớt chanh. Chứ muối ớt chanh mà cái xanh xanh đó. Màu xanh xanh. Thì nó cũng rất là ngon nhưng mà nó sẽ không giống Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc mình ăn ở đây là cái này là sốt ớt. Thì hai cái này nó cũng là sốt ớt nhưng mà chị không biết nó khác nhau cái gì đó. Em thấy ví dụ như cái bào ngư này nó cũng ngon và cái nước chấm này. Đúng rồi, rất là ngon. Đúng rồi, chị thích ăn cái bên này hơn. Nó thơm hơn cái kia. Với lại Hàn Quốc cơ bản là tại coi phim Hàn nhiều quá rồi cho nên là ngồi như vậy rất vui. Kiểu mấy oppa phải ngồi dưới đi nhậu đúng rồi. À, nên mấy chị em ngang nhậu. Ngồi đó chị. Nãy giờ chúng ta quên chai soju. À, mấy chị em ngang ngồi nhau ngồi uống soju rồi. Đĩa chai, đĩa qua đĩa lại chưa thấy ai. Này chắc đạo với em thôi chứ Mimi không uống được. Dạ, Mimi giấu cốc rồi ạ. Mày để hôm mai Mimi đi làm tỉnh táo. Dễ sợ. Vậy chứng tỏ mai hai chị em mình đi làm không tỉnh táo đúng không? Chơi luôn. Ghê quá, chị chơi. Chủ tịch luôn. Yeah. Ok, mời nào mọi người đã nha. Cái mùi này là mùi grab food, dễ rồi, dễ uống, rất là thơm. Mimi, em lo ăn không? Em không nói gì luôn á Mimi. Cảm ơn ông quá luôn ý. Em biết không, chỉ vì cái cuộc gặp này mà em đã nhịn ăn từ sáng rồi. Em cứ tưởng đi sớm hơn cơ. Tính già quá non ha, nhịn ăn từ sáng xong vô đây ăn không nói gì hết luôn. Bây giờ mình làm thử cái này đi. Phải đeo bao tay vô đúng không? Để chị làm cho. Mà cẩn thận đấy. Chị con này là con sò. Nóng cái gì ạ? Sò gì ta? Sò nào. Dương à? Ok. Ồ, chị nghĩ chưa chín nó mới không mở miệng ra. Dạ, đúng không? Rồi, tại vì nó không chưa chín thì nó bình thường nó được mở. Cứ để anh này anh làm cho ạ. Is it? It's not cooked yet, right? So it's probably because it's not cooked properly. Yeah. Ham ăn. You have to let it stay on the fire until it opens completely. Okay. Just leave it there, it'll open. Nguyên một cái set đồ ăn như vậy là 170 đồng. Nhưng mà thực ra cái này mình ăn không thể nào hết được ba đứa mình. Cái này là phải đi 4 người, chị nghĩ là 4-5 người á là mình ăn. Mình nếu như mà mình tính ra thì một người cũng không có bao nhiêu. That's good. Pháo hoa. Cái gì nó bắn lên không biết nữa, nguy hiểm quá. Không, nhưng mà trong Sài Gòn mà không đi ăn ốc là hơi phí ấy. Em mình có thể gọi đây là quán mình. Hải sản né. Mình có bò né, mình có hải sản né tại vì nó bắn bọc.
cần cái. Ok, mình sẽ cắt ra làm 3. Wow, trời ơi, coi nước nó chảy mà. Rồi thôi có 2 con nữa mà, gắp cho mỗi đứa một. Em một xin. Wow, nó mọng nước luôn á mọi người. Con này con gì vậy chị? Theo chị biết con này là con nghêu hoàng hậu, tại vì nó bự. Bự hả? Chả sao bự lại gọi là hoàng hậu ta? Cháu mẹ vĩ đại. Vậy là mấy cái con nghêu mình ăn nó giờ nghêu king rồi đó hả? Nghêu children. Nghêu children. Dạ, ăn thử coi. Chị thấy nó mọng nước quá, đảo quá trời. Em biết chấm cái gì ngon rồi. Chị chấm tương ớt thôi. Ăn cái dầu tươi á, nó có một cái vị rất là riêng. Cái mặn vô rất là ngọt. Mà nó giòn, nó không có giòn. Thôi mình ăn cái này đi nè. Ăn cái này đi. Vậy thôi mình ăn một miếng chứ không chấm sốt trước đi ha. Đúng rồi. Em xin. Mọi người sẵn sàng lắm rồi. Ăn lại. Ờ, sống chờ chị em vậy nhở? Con không ạ? Mỡ hành. Mềm. Ồ, cái này nó rất là... nó rất là thơm mỡ hành, cái mùi mỡ hành á. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, mỡ hành. Eel, con lươn. What is that? Eel. Hagfish, it's like a smaller eel. Oh, catfish? Hagfish. Oh, really? Hagfish. Hagfish? It's like a smaller eel. Mm. Is it eel? No. It's like a smaller version of eel, but it tastes different. Oh. Hồi nãy nhìn tưởng con lươn á chứ. Em nhìn tưởng con lươn. It's a... Nó phải khoai đâu, sao chảy nước vậy ta? Kéo luôn. Em thử cái này chút xíu thôi nha, tại vì em không biết mà đâu. Nó dày cái gì hả chị? Tại nó có cái gân ở giữa đó em, giống như cái xương sống của con lươn á. Em sợ mấy con bò. Sợ nó thì phải ăn nó cho đỡ sợ em. Sợ thì phải ăn cho đỡ sợ. Biết trời. Thực ra ăn cái này nó sẽ rất là ngon á, tại vì cái thịt nó sẽ giống như cá nhưng mà nó sẽ còn giòn giòn. Vậy hả? Con nó cháy rồi. Ừ, em thấy nó hơi teo rồi đó. Mực này mỗi đứa một miếng hay là em muốn cắt ra không? Thấy như chưa chín lắm. Chưa chín cắt. Đúng rồi, nhưng mà cắt ra không? Cắt. Chị nghĩ chắc hồi nó còn teo nữa đó. Thôi ăn thử cái yêu hả? Thử cái yêu đi. Em ăn cái nhỏ thôi nha. Chị bỏ tôm vô. Ôi, ngon rồi đấy. Cái này giòn thế không? Ê, ngon. Ngon mà, chị nói ngon mà. Nó giống như mực. Nó giòn thế nào? Nó giòn. Cái này không phải là con lươn rồi. Phải không? Nó không phải lươn, lươn mềm hơn. Lươn lẹo. Vậy hả? Con này giòn lắm. Ê, giòn hay lắm. Nó giống như là cái mực khô ấy. Mực khô mà nướng ấy. Có cái mùi đó chị. Ui, bỏ vô luôn hả? Nó giống rau mực á. Ừ đúng rồi, giống rau mực. Mọi người ơi, cái này giống rau mực lắm. Rất là ngon. Em có chấm không hay là em ăn không? Em không chấm, nó mặn lắm. Ủa cha, em có thích cái con người, em có thể nói là em thích cái này. Ăn như hoa hậu ăn nha. Ngon đúng không? Ngon lắm. Trời ơi. Nó hơi dài với chị tại vì lần đầu tiên thích một món như vậy luôn á. Nó nhiều mực kìa. Ngon quá luôn á. Hay. Là tình hình là Xuân Nghi thì hơi no rồi. Bây giờ hỏi ý kiến Xuân Nghi, hỏi là hôm nay em ăn cái quán này em thấy sao? Em thấy xuất sắc. Recommend 5 trên 5 sao. Thật ra thì đúng rồi. Còn Mimi thì sao? Em thấy cũng 4.5. Tại sao mất đi 1.5? Em ăn em khó tính đấy. Ăn không được nhồm nhoàm cho nên là trừ 0.5. Nhưng mà em nghĩ là em hợp với đồ ăn ở Việt Nam hơn. Em thích đúng rồi. Food Việt Nam hơn. Mimi thích đồ ăn Việt Nam lắm chị. Và em thích là mình sẽ seasoning cái đồ ăn rồi mình sẽ
ướp rồi xong mình nướng và chấm nước mắm, hay là em thích hả? Hay là em thích kiểu xào bơ rồi xào me xào sa tế rồi có một số là như thế này, xong rồi em cũng không phải là người thích ăn mấy cái chấm này chấm hải sản ấy, em muốn để cái vị nó y hệt như thế. Đấy, có lẽ là mấy lần trước em ăn ở nhà là cũng ngồi ngoài biển các thứ kiểu Việt Nam, Việt Nam con gái Việt Nam chính gốc chứ chứ. Còn hai đứa mình thì sao? Ok. Thì nói chung tóm lại là thiệt ra cái quán này rất là ngon, rất là ngon nha mọi người, và Đào và cả Xuân Nghi và Mami đều cảm thấy rất là hợp lý để mà mình có thể đi ăn với gia đình hoặc là mình đi nhậu với bạn. Cho nên là bây giờ sẽ xin phép đóng máy để có thể ăn hết cái đống này, nhưng mà chắc chỉ còn có mình Mami ăn thôi. Tại vì Đào với Xuân Nghi rất là no rồi. Rất là cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã cùng Đào đi khám phá Debudo hôm nay. Đào nghĩ đây là một quán barbecue hải sản rất thú vị, đồ ăn thì rất là tươi ngon, không khí lại náo nhiệt, rất thích hợp để đi ăn uống cùng bạn bè và gia đình. Các bạn cũng đừng quên là hãy like, share và subscribe kênh YouTube FG Entertainment Network để đón xem tập kế tiếp nha. Love you!